Chị Anna rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong video ngày hôm nay. Các bạn nhỏ ơi, trong ngày hôm qua thì chị đã chơi dán hình sáng tạo trang phục công chúa được 5 cô gái rồi. Hôm nay thì chị sẽ tiếp tục dán hình thay trang phục cho 5 cô gái tiếp theo nhé. Và đây chính là những cô gái hôm qua chị đã thay trang phục sứ sở thần tiên cho các cô gái ấy. Bộ váy nào cũng đẹp và bộ váy nào cũng xinh. Bộ váy nào cũng rất là giống những nàng tiên luôn. Bây giờ thì các em cùng vào video với chị và xem chị dán hình thay trang phục cho 5 cô gái tiếp theo nhé. Cô gái đầu tiên sở hữu một bộ tóc ngắn màu hồng rất năng động và một đôi chân thon dài đứng rất là điệu. Chị sẽ chọn cho cô ấy một bộ váy màu hồng. Bộ váy màu hồng này được kết hợp thêm đường ren màu trắng ở cổ và phần chân váy rất là đẹp, cộng thêm một cái dây màu xanh lá cây thắt nơ ở phần eo váy rất là nổi bật. Các em gỡ thật cẩn thận chiếc váy ra nhé, nếu không là sẽ bị rách đấy. Và chị đang cố gắng gỡ thật cẩn thận chiếc váy ra đó các em ạ. Chiếc váy màu hồng thật là tươi tắn và nó rất phù hợp với cô gái tóc hồng thật năng động này đấy. Mặc xong chiếc váy rồi và chị sẽ chọn cho cô ấy một đôi giày cùng bộ với chiếc váy luôn. Và đôi giày của cô gái cánh bướm này cũng có màu hồng và cả bông hoa cúc vàng ở phía trên nữa. Chị sẽ đeo thêm một đôi găng tay màu trắng và một bên tay thì sẽ cầm một chiếc túi màu hồng có ông mặt trời ở giữa rất là xinh. Đằng sau cô gái tóc hồng này chị thấy rất là đẹp. Mặt trăng và mây trắng thì bồng bềnh. Chị sẽ gắn một vòng hoa nhiều màu trên tóc cô gái để cho cô gái trở nên xinh đẹp hơn nhé. Các em cùng thay váy cho cô gái thứ hai với chị nhé. Cô gái thứ hai của chúng ta sở hữu một mái tóc màu tím dài và được kết tóc hai bên đằng sau rất là xinh đẹp. Chị sẽ mặc cho cô gái tóc tím này một bộ váy màu xanh lá cây và chị cảm thấy bộ váy này rất là thiên nhiên luôn. Bộ váy này được may ở phần cổ áo và tay áo, chị thấy rất giống những chiếc lá và chị cảm thấy rất ấn tượng với bộ váy này. Giờ thì chị sẽ đi thêm đôi giày màu xanh lá cây kết hợp với màu cam để cùng màu với chiếc váy cho cô gái tóc tím nhé. Thank you.
cô gái nào cũng có những bộ đầm rất là đẹp và lộng lẫy. Và các cô gái ấy còn sở hữu trên mình những đôi cánh đầy phép thuật để có thể bay lượn thỏa thích trên bầu trời. Các em nhớ đăng ký và nhấn chuông để nhận thêm nhiều video mới nhất từ chị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.